Thực hiện kế hoạch của Ban Bí thư, chiều nay, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, kiểm tra tình hình thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thực hiện chỉ thị 03, nhận thức, tư tưởng, hành động và ý thức rèn luyện theo tấm gương của Bác, của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày một xuất hiện nhiều hơn các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Phát biểu tại buổi làm việc, cùng với đánh giá cao những nỗ lực và trách nhiệm của Đảng bộ Nghệ An trong việc tổ chức đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị. Hiện tại không ít cơ sở còn lúng túng trong xây dựng chuẩn mực đạo đức, việc phát hiện nhân rộng điển hình vẫn còn mang tính hình thức. Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, trong thời gian tới, Nghệ An cần gắn chặt việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.